Hello, chào mừng quý vị đã hữu đã quay trở lại với The Vinci Dev. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái series mới. Mình sẽ nói về những kiến thức rất là cơ bản khi mà các bạn đã vào học cái ngành phần mềm này, ngành lập trình này. Đó là cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Mình sẽ đi sâu vào những cái chủ đề cấu trúc dữ liệu giải thuật mà nó sẽ có liên quan nhiều tới những cái buổi mà mình có thể đi phỏng vấn. Nghĩa là mình sẽ tìm hiểu về nó và mình sẽ trả lời những câu hỏi mà khi mà đi phỏng vấn thì các bạn thường sẽ được hỏi, và cũng như là ôn tập cho những cái bạn mà đã học cái môn này rồi nhưng mà không kịp hiểu hoặc là không hiểu gì hết, hoặc là các bạn đang muốn tìm hiểu về lập trình và muốn mình lập trình một cách tốt hơn, giỏi hơn. Nghĩa là lập trình thì không đơn giản, mà cả thằng developer không phải là một cái kỹ sư phần mềm, nó không đơn giản chỉ là các bạn biết ngôn ngữ này ngôn ngữ nọ, bạn có thể lập trình được function này function nọ, mà mình phải nắm vững được những kiến thức nền tảng cơ bản và cơ bản nhất và quan trọng nhất của mình đối với mình, đó là cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thì trong cái series này mình sẽ giới thiệu từng phần và đi từng phần, và bắt đầu trong cái series này mình sẽ nói về Big O. Vậy thì để mà khi mà mình trước khi mình bắt đầu mình tìm hiểu Big O là gì, thì mình sẽ phải trả lời câu hỏi là như thế nào là một cái code tốt, đoạn code tốt, một cái function tốt chẳng hạn, đoạn code nào đó tốt, như thế nào biết để có thể đánh giá được là cái code của các bạn là tốt. Thì nó có hai tiêu chí, một là readable và hai là scalable. Readable thì nó đơn giản, có nghĩa là các bạn viết thì nó phải có thể đọc được ha, dễ hiểu. Thì nó sẽ có những cái quy tắc về cách như là đặt tên hàm, tên biến, những cái quy định giới hạn về cách đặt tên hàm, tên biến như thế nào để cho gợi nhớ, để cho người khác đọc vào có thể hiểu. Rồi những cái quy tắc đó thì có trong một vài cuốn sách khác, thì mình trong những video trước mình cũng đã có giới thiệu, thì các bạn có thể tìm đọc những cuốn sách đó tham khảo để biết những cái quy tắc như thế nào đặt tên hàm tên biến nè, rồi làm sao cho cái code của mình nó dễ dàng đọc hiểu được ha. Cái mà mình muốn quan tâm ở đây chính là scalable. Scalable là gì? Scale nghĩa là giống như là cái cân, đúng không các bạn? Cái cân. Scalable nghĩa là khả năng nó chịu tải. Một đoạn code chịu tải được như thế nào ha. Thì đó chính là cái thứ mà Big O mà mình sẽ tìm hiểu sâu, ví như là phần scalable. Rồi thì mình sẽ như thế này, khi mà mình lập trình đúng không, thì mình sẽ đầu tiên là từ một cái bài toán nào đó mình sẽ đưa ra lời giải cho nó, đúng không? Ở đây mình sẽ đưa ra lời giải cho một cái bài toán nào đó. Sau đó từ những cái lời giải đó, nghĩa là lời giải của mình là một cái function, những cái hàm, những cái dòng lệnh mã code gì đó sẽ được biên dịch trong cái máy tính, xử lý trong cái máy tính này, và nó sẽ thành một cái gọi là giải pháp cho cái bài toán của mình ha. Thì đó là một cái quy trình cơ bản khi mà các bạn lập trình, đúng không? Mình lập trình mình cần phải giải một cái gì đó, thì bạn viết cái function, viết một cái ứng dụng, và cái ứng dụng nó giải quyết một cái gì đó, thì đó là một cái quy trình cơ bản. Vậy thì như thế nào là một đoạn code tốt? Ví dụ như ở đây, để mình phóng to lên cho các bạn dễ xem nha. Rồi ở đây mình có viết sẵn hai function ha, là ở đây mình sử dụng cái ngôn ngữ là JavaScript để mình demo cho các bạn, vì nó đơn giản, nó dễ viết ha, nó cũng dễ hiểu nữa. Còn các bạn thí dụ như các bạn học, các bạn biết về ngôn ngữ Java nè, hay là Golang, hay là C++ gì đó, thì hoàn toàn các bạn cũng có thể viết những cái function tương tự như thế này, và nó cũng đều chung một cái quy tắc ha, nghĩa là cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thì nó không có liên quan gì tới ngôn ngữ lập trình. Đây mình chỉ sử dụng cái ngôn ngữ JavaScript này để cho nó nhanh, cho nó tiện thôi. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn vào những cái function này, hoặc các bạn viết về
viết lại bằng những cái ngôn ngữ lập trình mà mình thích đều hoàn toàn được ha. Rồi mình quay lại cái mà mình đang nói là cùng là một cái bài toán thì mình rõ ràng là mình có rất là nhiều cách giải và ai là người giải tốt hơn trong cái bài toán đó, đúng không? Đó là câu hỏi, nghĩa là người giải tốt hơn là nên có một cái lời giải tốt hơn, đó là code tốt hơn đó. Mình giả sử ở đây mình đều có một cái bài toán là một bài toán làm phép nhân đó, phép nhân thì ở đây mình ví dụ nha, mình ví dụ đó một bài toán về phép nhân thì đây phép nhân rất là đơn giản, nhân hai số a b thì mình chỉ đơn giản là mình trả về kết quả là a nhân b, đúng không? Rất là đơn giản, rất là dễ hiểu rồi. Ở nhưng mà một cái lời giải khác thì bản chất của phép nhân có nghĩa là mình cộng n lần, đúng không? Thì đây mình sẽ có một cái phép cộng a nhân b, có nghĩa là mình lấy a mình cộng cho b lần đó, lấy a mình cộng cho b lần. Ví dụ như 2 nhân 2 thì mình sẽ lấy 2 mình cộng 2, đó là 2 là 2 lần đó. Thì đó cũng là một cái cách giải cho một bài toán nhân. Ở đây mình đang dùng cái ví dụ rất là đơn giản cho các bạn dễ hiểu ha. Thì rõ ràng ở đây là một bài toán mình có rất là nhiều cách giải, đúng không? Đây là một cái bài toán mình có rất là nhiều để cách giải để mình giải quyết được cái vấn đề. Đây là cũng là phép nhân. Phép nhân tôi có thể là nhân trực tiếp hoặc là tôi làm cách này, nó đều ra được cái kết quả mong muốn. Vậy thì mình so sánh giữa hai thằng này đó, làm sao mình biết được cái thằng nào là cái thằng tốt hơn? Rõ ràng về mặt đọc hiểu thì hoàn toàn mình có thể mình đọc mình hiểu được hai cái đoạn code này. Vậy thì mình xét tới khía cạnh tiếp theo là cái khía cạnh mà chịu tải, khía cạnh mà scalable, khả năng nó mở rộng nó tới đâu ha. Thì đó chính là cái câu hỏi mà câu chuyện Big O nó sẽ trả lời. Thì khi mà mình nói khả năng chịu tải thì mình nó hơi trừu tượng. Bây giờ mình sẽ nói một cách đơn giản là mình sẽ lấy cái gọi là khi các bạn so sánh code với nhau, đúng không? Các bạn sẽ dùng cái gì? Thường là các bạn sử dụng cái thời gian đó, thời gian thực thi cái đoạn code đó để mà chứng minh là đoạn code bạn tốt hơn. Bây giờ mình ví dụ là mình cũng đều là bây giờ mình ví dụ mình chạy cái function này nó đúng hay không trước đã. Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ log ra đây, mình sẽ có cái hàm là console.log để mình có thể in được một cái đoạn code, mới in được ra cái gì mà mình muốn ha. Ví dụ đây mình sẽ dùng cái function nhân đầu tiên, mình là 2 nhân 3, đúng không? Rồi tiếp theo cái function tiếp theo này ở đây là mình sẽ dùng cái function giả thứ hai vẫn là 2 nhân 3 ha. Rồi sau đó mình sẽ chạy lên, chạy cái file này đang là index.js để xem cái kết quả nó ra như thế nào. Thì rõ ràng kết quả của hai anh này đều là 6 hết đó. Rồi bây giờ làm sao mình biết được là cái thời gian thực thi của một cái phương trình chương trình này nó tốn bao nhiêu thời gian? Thì ở đây mình sẽ thêm vô, ví dụ trong JavaScript thì nó, ví dụ mình đặt đây là nó có một cái hàm gọi là performance.now ha, để mà nó đo thời gian. Thì mình sẽ lấy hai cái mốc thời gian. Mốc thời gian đầu tiên là cái mốc thời gian khi bắt đầu chương trình, và cái mốc thời gian thứ hai là khi nó kết thúc xử lý, nó trả về kết quả. Thì mình sẽ tính ra được là cái gì? Là cái thời gian ha. Thời gian mà nó thực thi cái đoạn code này ha. Thời gian thực thi cái này trong bao nhiêu millisecond ha. Trong bao nhiêu millisecond, mình viết tắt vậy đi đó. Rồi mình sẽ lấy
cái thời gian T2 mình trừ cho thời gian T1. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử cái function này. Thì nó là bao nhiêu millisecond ạ? 0,0084 millisecond ha. Rồi ok. Mình chạy lại lần nữa nha. Lần này nó khác chút đỉnh. 0,0080. Rồi mình chạy lại lần nữa. Rồi lần này nó lên tới 0,01. Không? Thì rõ ràng cái thời gian của cái cũng cùng là một hàm, cùng là một cái input đầu vào, nhưng mà cái thời gian thực thi nó chênh lệch với nhau. Tại vì sao ạ? Tại vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố, giống như là một tốc độ bộ vi xử lý nè, rồi cái RAM nè, cái bus nè, cái tình trạng ổ cứng, cái tất cả cái thứ nó liên quan để mà nó có thể tùy lúc mà cái bộ vi xử lý nó có thể ưu tiên cái lệnh này chạy trước hay lệnh kia chạy trước gì đó, thì nó sẽ cho ra những cái kết quả nó khác nhau, thời gian chạy nó khác nhau đó. Thì làm sao để các bạn có thể so sánh được là cái code của anh này nó tốt hơn đồng code của anh kia bằng cái thời gian thực thi này được, giống như là một cái đoạn code gì đó bạn chạy trên cái máy của bạn và đoạn code của bạn một cái bạn kia thì lấy chạy trên một cái máy với một cái hệ điều hành khác, với một cái bộ vi xử lý nó mạnh hơn, rồi các bạn so sánh với nhau thì cái thời nói tôi chạy mất 1 giây, cái kia tôi chạy mất 2 giây, thì ông 1 giây là ông thắng, thì cái đó nó chỉ mang tính tương đối thôi các bạn ha, nó không có chính xác. Vậy thì người ta mới gọi là đưa ra một cái định nghĩa về Big O. Big O nó không tính cái gọi là không so sánh dựa trên cái việc là các bạn cái hàm đó các bạn chạy bao nhiêu thời gian, mà là cái function đó của bạn sẽ sử dụng bao nhiêu cái operation ha, nghĩa là chạy bao nhiêu lần cái việc tính toán ha, để mà so sánh đó. Ví dụ ở đây cái phép nhân này mình ở đây mình chỉ có một lần tính toán thôi đúng không ạ? Đây một lần tính toán là ra kết quả rồi. Còn ở đây mình sẽ có gì? Đây là một nè, đúng không? Ở đây là thêm. Bây giờ nó vô cái dòng lập này, thì dòng lập này nó lập b lần đúng không ạ? Thì b này thì cái phép tính ở đây nó sẽ được tính bao nhiêu lần ạ? B lần đúng không? Rồi. Thì tính ra thì rõ ràng ở đây là một và ở đây là cái gì ạ? 1 cộng với b, thì rõ ràng mình nhìn ra mình có thể nhìn thấy được là gì, cái phép tính thứ hai này nó rõ ràng nó không tối ưu bằng cái phép tính thứ nhất đó, mình nhìn bằng cách trực quan, cách so sánh cái phép tính đó, đó là cái Big O mà mình đang muốn tìm hiểu ha, là nó so sánh dựa trên cái gọi là số phép tính ha. Rồi chứ nó không so sánh dựa trên cái thời gian. Tất nhiên là mình cái Big O này nó cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn và những cái độ phức tạp. Thì người ta khi mà người ta nói về Big O là người ta đang nói về cái độ phức tạp thuật toán của cái function của bạn. Rồi. Đây là một cái biểu đồ về độ phức tạp thuật toán. Ha, biểu đồ về độ phức tạp. Thì ở đây Big O người ta sẽ viết tắt là khi người ta viết thì người ta sẽ viết là một chữ O lớn và ở trong là cái trong mở ngoặc đóng ngoặc và ở trong là chính là cái số phép tính mà các bạn sẽ tính. Thì ở đây phổ biến nhất là những cái này, những cái O logarit của n, O một, O n, O n logarit n, O n mũ hai, O hai mũ n và O n dây thừa. Đó thì các bạn sẽ nhìn nè. Cái mà tốt nhất ha, cái mà có tốc độ xử lý tốt nhất đó là chính là O1.
sau đó là tới logic của n thì nó nằm tuốt dưới đây, nó là excellent nè các bạn, tuyệt vời ha. Nếu các bạn xử lý on nó là good, fair, fair good ha, nó nằm khúc này. Lock logic của n thì nó sẽ nằm ở mảng good nè ha. On thì nằm màu vàng, nghĩa là fair. On lock on là hơi xấu, bad ha. Còn lên tới cái vùng màu đỏ này, on mũ 2, o 2 mũ n và on giao thừa, nó là horrible, nó là rất tệ ha. Thì cái n này là gì? Cái n này là cái số phép tính trong cái function của bạn ha. Cái này mình có thể thay bằng số n bằng a c d e f gì đó tùy, nhưng mà thường cái chuẩn chung mà khi mà người ta nói về cái độ phức tạp thuật toán này, big O này, thì người ta sẽ dùng cái n. Rồi vậy thì ở video tiếp theo mình sẽ đi sâu vào, mình tìm hiểu coi là O1 là gì, ON là gì ha, và mình sẽ có một cái cách nào đó để mình xác định được là cái function đó nó thuộc về cái vùng nào ở trong cái biểu đồ này ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.